Như các bạn đã biết, con người không ngừng nỗ lực tìm kiếm năng lượng mới dồi dào với chi phí thấp để thay thế cho nguồn năng lượng hóa thạch cạn kiệt trong tương lai gần chúng ta đây. Vậy vì sao chúng ta không có hành động để giảm thiểu tiêu hao năng lượng này? Các bạn thử nghĩ xem, nếu một ngày, một tuần không có năng lượng, không có điện thì các bạn sẽ làm việc như thế nào? Ủa điện đâu? Tôi nghĩ một trong những điều tối thiểu khi làm việc là nguyên tắc. Bạn nghĩ sao? Nếu bạn làm việc không có một nguyên tắc nào, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến ai nếu bạn làm việc một mình. Nhưng mà bạn làm việc chung một tập thể lớn như thế này vẫn không có nguyên tắc, dẫn đến một hậu quả như sau. Trong không khí có rất nhiều loại bụi, nhiều hình dạng khác nhau, tròn, méo, vừa tròn, vừa méo. Đôi khi làm việc ta phải biết tự bảo vệ bản thân mình, tránh những loại bụi bẩn này. Tôi là một ví dụ điển hình, ngày xưa tôi đẹp lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi, nhờ bụi đó. Nhưng tôi nói thiệt, tôi là một nạn nhân chưa xin nhơ gì đâu. Sau đây các bạn coi nè, một nạn nhân còn dữ hơn nữa.